Thay vì che khuyết điểm thông thường chỉ đơn thuần che đi các vết thâm mụn, nhưng che khuyết điểm NX Color Correct con Ale 6O còn làm được nhiều hơn thế, khi trị được hết tất cả các khuyết điểm trên da. Đây chính xác là một sản phẩm đa năng cho các chị em ghiền make up. Đôi nét về thương hiệu NX. NX Color Professional Make Up với tên gọi trước đây là NX, một thương hiệu chuyên về đồ trang điểm nổi tiếng trên toàn thế giới đến từ Mỹ, thuộc sở hữu của tập đoàn L'Oreal. Các sản phẩm về make up của NX trải dài theo các tầm giá khác nhau, đa dạng từ các dòng trang điểm cho mặt, cho mắt đến môi, và còn có cả dụng cụ chuyên dùng như cọ trang điểm, mút tán, kem nền được sự kiểm nghiệm chặt chẽ, không chứa chất gây hại như chì, dầu khoáng, chất tạo màu đảm bảo an toàn cho khách hàng. Cùng giá thành bình dân nên không khó để thấy NX luôn là lựa chọn mỗi khi nhắc đến trong việc make up. Tại Việt Nam, các sản phẩm của NX luôn được chú ý và có doanh số khá là ấn tượng. NX cho ra mắt nhiều loại che khuyết điểm với tính chất và thiết kế khác nhau, nhưng thấy được rằng bảng che khuyết điểm 6O Color Correct con Ale là sản phẩm đặc biệt nhất trong tất cả của dòng che khuyết điểm. Thiết kế che khuyết điểm này của NX nhỏ gọn, với 6 màu được chia theo các ô vuông, vỏ màu trắng với nắp nhựa chắc chắn. Bạn có thể dễ dàng cầm em che khuyết điểm này bên người khi đi chơi hoặc du lịch, tùy thời sử dụng. Điểm nổi bật: chất kem che khuyết điểm mỏng nhẹ, dễ tán đều, không bị tình trạng kaki trên da, giúp lớp nền trông thật tự nhiên và đẹp mắt. Vì là thiết kế dạng bảng nên bạn phải dùng cọ để đánh sao cho che khuyết điểm được tán đều trên da, không gây bí tắc lỗ chân lông nhưng vẫn đảm bảo được các khuyết điểm trên da được giấu nhẹm đi. Bạn chỉ cần lấy một lượng kem vừa đủ là đã có thể làm mờ các vết thâm đỏ. Rồi, nếu bạn lấy nhiều quá thì nhìn sẽ không cân đối và khó để cân bằng với các lớp trang điểm sau. Bạn nên dùng che khuyết điểm Color Correct con Ale của NX sau bước kem lót, trước bước kem nền. 6 màu sắc với 6 công dụng che khuyết điểm khác nhau, giúp hiệu chỉnh tông da một cách tối ưu và rất đa năng, có thể thay thế nhiều sản phẩm khác trong một sản phẩm. Vàng, có thể làm lớp lót cho mắt, làm đều màu khu vực mắt. Bạn sử dụng che khuyết điểm này trước rồi đánh bay cho mắt sẽ giúp màu mắt lên chuẩn và đẹp hơn rất nhiều đó. Tím, hiệu chỉnh màu da, làm đều màu các đốm nâu, vết thâm lâu ngày sau mụn, hoặc da bạn có vài phần tối, có sắc tố da tái nhợt hơn so với bình thường thì có thể sử dụng ô màu tím trong bảng màu. Xanh lá, chuyên để xử lý cho vùng da ửng đỏ như mụn xương đỏ, cánh mũi đỏ, các vết thâm đỏ mới sau mụn. Đây cũng là phần khuyết điểm khó xử lý nhất, vì nếu muốn che hết hoàn toàn, bạn phải đánh lớp che khuyết điểm rất dày, nhưng vì điều này sẽ lại dẫn đến mất tự nhiên lớp nền, vết thương sẽ nặng hơn. Có thể nói ô màu xanh lá là điểm cộng rất lớn cho che khuyết điểm này của NX. Cam, che quầng thâm mắt được kỹ hơn. Những bạn thâm mắt nặng, khó che bằng che khuyết điểm thông thường, có thể kết hợp che khuyết điểm này cùng một sản phẩm che khuyết điểm khác để làm quầng thâm mắt hoàn toàn biến mất nhé. Màu da, dùng giống như che khuyết điểm bình thường. Đây là tông màu hay để sử dụng hàng ngày nhất, dành cho các phần da ít khuyết điểm. Nâu, sử dụng để tạo khối cho gương mặt. Bạn không cần phải có một bảng khối riêng nếu kinh tế đang hạn hẹp. Che khuyết điểm tạo màu khối tự nhiên và tiệp với khuôn mặt của bạn. Giá thành của em che khuyết điểm này khá là bình dân. Với mình thì thấy đây là bảng che khuyết điểm tích hợp khá nhiều công dụng như vậy thì đây là một sản phẩm giá rất hợp lý. Nếu bạn rất thích make up mà không có điều kiện đầu tư quá nhiều vào đồ chuyên nghiệp thì chắc chắn bạn nên sắm cho bản thân một bảng che khuyết điểm xịn như thế này. Điểm trừ, che khuyết điểm NX Color Correct con Ale sẽ phù hợp với những bạn đã có biết một chút về make up nhiều hơn là những bạn mới bắt đầu tập sử dụng che khuyết điểm. Mua che khuyết điểm NX đa năng 6 ở link bên dưới nhé.